Khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc trong dịp Tết. Miền Bắc mặc quần áo mùa đông, miền Nam mặc quần áo mùa hè. Miền Bắc đi chơi giao thừa xong về sum đất. Miền Nam đi chơi về trước giao thừa. Miền Bắc kiêng ăn trứng, miền Nam ăn thịt kho hộp vịt.